Được coi là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng, 75 năm qua, công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng đã được đảng quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và ngày càng có nhiều đổi mới. Lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Thấm nhuần nguyên tắc này, suốt những năm qua, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng luôn được đảng bộ thành phố Đà Nẵng chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát từ năm 2019, Quận ủy Thanh Khê đã có nghị quyết chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng với phương châm kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận đã tiến hành kiểm tra 318 tổ chức đảng và 181 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 322 tổ chức đảng, 311 đảng viên. Là xây dựng và thực hiện toàn diện chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm. Thì trong đó chú trọng là mở rộng đối tượng và nội dung giám sát. Thì kiểm tra giám sát đối với người cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị, và chú trọng cái kiểm tra giám sát trên lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong giai đoạn mới, công tác kiểm tra giám sát được quán triệt và triển khai toàn diện theo phương châm trên trước dưới sau, gắn kiểm tra giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị, đặc biệt tập trung vào tổ chức đảng đảng viên ở những nơi dễ phát sinh vi phạm tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện các cái yêu cầu về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thì Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung thực hiện các cái nhiệm vụ, trong đó có cái việc là phát hiện từ sớm từ xa những cái vi phạm để không để những cái vi phạm nhỏ phát sinh thành các cái vi phạm lớn, và xử lý, tham mưu xử lý nghiêm các cái tổ chức đảng đảng viên có vi phạm, nhất là việc tham gia rất là hiệu quả tích cực vào cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng bộ thành phố. Nhờ đó thì công tác xây dựng chỉnh đốn đảng của thành phố đã đạt được rất nhiều các cái kết quả tích cực. Thì thấy rằng ngành kiểm tra của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua có những cái bước chuyển biến rất rõ nét. Có thể là rất mừng bởi vì các đồng chí làm công tác kiểm tra đã tham mưu giúp cho cấp ủy thực hiện tốt cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát, phong cách làm việc, nội dung có đổi mới và đã giải quyết một số vấn đề, giữ vững cái sự trong sạch, vững mạnh của đảng bộ thành phố. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 1.600 tổ chức đảng và hơn 14.600 đảng viên, giám sát hơn 1.000 tổ chức đảng và hơn 2.800 đảng viên. Điểm nổi bật là đã đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, cụ thể, chất lượng, sâu sát và hướng về cơ sở, không chỉ góp phần hạn chế vi phạm kỷ luật đảng mà còn phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng như Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động về nhiệm vụ kiểm tra giám sát, về việc giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của đảng. Đó là công tác kiểm tra giám sát thì phải thường xuyên, phải công tâm, phải khách quan, phải dân chủ và phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Xây là nhiệm vụ cơ bản chiến lược, chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, và đồng thời là phải kiên quyết xử lý nghiêm những cái tổ chức đảng và những đảng viên cố tình vi phạm. Công tác kiểm tra góp phần làm cho đảng viên vững mạnh. Trên tinh thần ấy, thời gian đến đảng bộ thành phố tiếp tục quan trọng kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong tổng thể công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn mới.